Thì mình sẽ làm hết gen thì đánh lệnh gen nha. Gen cách 999 này. Mát gen. Mô cho nó set 380 nha. Tay hai kiếm mà. Hai tay hai kiếm thôi. Đó. Rồi. Nó đã đổ cộng 15 rồi. Thì bây giờ là mình sẽ đi kiếm cho nó bộ dinh pen. Thì dinh pen là hiện Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video giới thiệu đến anh em một cái con game vừa mới ra và đang alpha test nha anh em ơi. Thì con game này thì là con game là emuvua.net nha. Thì cái bản này là season 6.9 nhưng mà đồ của nó là tối đa là chỉ đồ 2 op thôi. Có nghĩa là đồ là bây giờ hiện tại là chỉ có đồ 380 là cao nhất rồi và win 3 thôi. Và ở cái con game này là nó không có tu chân nha anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ vào mình test thử cho anh em xem. Đây, thì mới vào thì mình đã tạo được tất cả các class luôn nha. Tại cái bản này là đang bán alpha test. Thì vừa vào là được 65 cap point nha. Đi vào 465 cap point. Đây, để cho anh em coi này. Đồ thì nó đang alpha test cho nên là nó bán đồ full cộng 15 hết rồi nha anh em ơi. Full cộng 15 trong shop nha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong này. Thì anh em mới đang alpha test, anh em mà muốn làm nhiệm vụ cho nó thì anh em đánh lệnh làm nhiệm vụ. Nhưng mà phải có WeCoin cái đó thì mình vào trong này. Mình mua mấy cái item WeCoin này nè. Đó. Và mình lại bán ngược lại cho nó. Đó là được WeCoin một lần là được 200k WeCoin đó anh em ơi. Mua bằng gen và bán lại bằng nó ra WeCoin. Đó. Thì bây giờ có WeCoin rồi anh em đánh lệnh này. Làm nhiệm đó là nó tự động nó làm cho mình làm tiếp lần nữa là làm nhiệm vụ master. Thì cái này là mình phải đi cài master. Thì alpha test thì đồ đạc liệu nó bán đầy đủ trong này hết rồi nhưng mà mình không cần đấy đâu. Win 3 thì nó đang trong này là cộng 15 hết rồi. Bây giờ mình sẽ mua một cái win 3 đeo lên chỗ chất đó. Phải thoát ra vào lại ra với đeo được cái win. Đó, theo win rồi nha. Bây giờ cộng điểm cái đó. Sơ sơ vậy thôi. Để đầy đủ rồi mình sẽ đi test sau. Bây giờ mình sẽ ra mình mua cho nó set đồ đó. Con này là hiện tại là đồ là tối đa là đồ 380. Thì mình sẽ làm hết gen thì đánh lệnh gen nha. Gen cách 999 này. Mát gen. Mua cho nó set 380 nha. Tay hai kiếm mà. Hai tay hai kiếm thôi. Đó. Rồi. Nó đã đổ cộng 15 rồi. Thì bây giờ là mình sẽ đi kiếm cho nó bộ dinh pen. Thì dinh pen là hiện tại thì nó đã nằm ở trong cái hộp cò vàng này nha anh em ơi. Đó, hộp cò vàng này thì mình sẽ mua hộp cò vàng này mình mở ra. Đó. Ép lên xem. Đây. Ôi, mở gen không để vãi đái thật. Ôi, dây chuyền băng. Độc. Đeo tạm đi. Dây chuyền nước. Đeo tạm đi. Chút xíu mình sẽ vào mình đi
ép cho nó ép ôi quái nó vào đây luôn ghê vậy. Bán này mình nghĩ là chắc chắn là đồ về sau đấy, lúc mà nó open chính thức là đồ nó sẽ hiếm anh em ơi. Đào tạo đâu bây giờ mình sẽ vào mình đi mua ba cái ngọc cái ép dòng vàng với ép dòng tím cho nó, trong đó mình sẽ đi cài master. Rồi chờ anh em vào thì mình test đam này. Đây bây giờ mua đá hộ mệnh rồi, mua đá tạo hóa. Rồi Ogia. Tính năng 380 nha anh em ơi. Ơi, chưa có bây giờ là chưa có chưa có ốp nha, chưa có ốp thì anh em không không nó chưa chưa có đập tính năng 380 thì lại phải bây giờ lại phải về đây. Lấy lại đập vào cho nó. Học sinh mệnh đâu. Ôi tốn gì thế. Đập mỗi thứ mỗi cái thì đã rồi à. Rồi đây được một cái. Cần đập một dòng thôi rồi về mình làm cái tính năng kia xong thì rồi tính sau. Đập mát sau. Rồi về đập dòng tím cho nó ra. Rồi chút xíu nữa rảnh rảnh mình sẽ đập mắt ốp cho nó. Đó bây giờ là một đá hộ mệnh, đá tạo hóa là sẽ lên được sức sát thương cộng thêm 2% cộng thêm 200 là tỷ lệ tấn công cộng 10 trước thịt anh em ơi. Tỷ lệ nó khá dễ lên mà vẫn có xịt em ơi. Đó rồi xong được một cái trước này lên cái này thì quá dễ rồi. Ôi thế chưa, hầu như đập là lên, hầu như đập là lên, hiếm lắm mới thấy xịt anh em ơi. Đập tốc độ luôn. Đó. Có rồi cái này. Rồi, rồi xịt lên. Nó mới báo hiếm lắm mới thấy nó xịt mà nó đó. Bây giờ là lên được hết dòng tím rồi nha anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ đi về đi ép dòng vàng cho nó. Bây giờ đi ép dòng vàng cho nó cái đó nha. Dòng vàng thì lại cần đá tạo hóa. Bỏ đây hết đi. Đập thế luôn. Rồi.
Đập cái này thì hên xui lắm. Nghĩa là nó ra là cái dòng mà mình mong muốn thì nhiều khi đập một phát nó cũng ra, nhiều khi đập đập cái trăm phát nó cũng ra, nhưng mà nó ra ba cái dòng thằng lao. Bây giờ mình mới xuống Aya một, xuống Aya một và hủy mấy cái dòng không cần thiết đi để đập lại dòng mới. Rồi, tiếp tục chức chức cái đồ thì mình sẽ lấy giám sát thương nha anh em ơi, giám sát thương. Còn vũ khí thì lấy một bên là sát thương chí mạng với một bên là loại của SD đi. Rồi, mới được một cái. Mấy cái này không tốn thời gian nữa. May là đồ nó làm cộng 15 sẵn rồi anh em ơi. Vào chỉ cần đi làm ba cái phụ rồi để test đam thôi. Ôi, nó ra cái dòng gì đâu không ta? Giám sát thương đâu? Và ép hay lúc open rồi mình đập ba cái đồ nó cũng xui lắm anh em ơi. Khá là nhỏ. Rồi tiếp tục nè. Rồi được một cái, ngon ngon ngon. Rồi để đây cái đã. Rồi tăng khả năng hấp thụ. Tính ra cái dòng đấy cũng được anh em. Rồi. Được hai món. Lên. Lên. Ôi, hoài quá. Tập mà nó ra cái dòng tào lao không à? Ai, tập còn xịt nữa. Rồi lại phải về mua thêm đá anh em ơi. Để lúc nào mình làm để lúc nào làm đi anh em ơi. Bây giờ mình đi một vòng mấy cái shop cho anh em xem nha. Thì bên này là nó bán mấy loại đồ này thôi. À, đã full cộng 15 hết rồi, đi qua shop mấy cái shop khác cho anh em xem. Rồi mình sẽ đi cày master xong đó, rồi về đập đồ, đánh là đập đồ xong biết test đam cho anh em xem. Đó, bên này là của sâu, sâu nó bán 4 set nha anh em ơi. Đó. Cái shop bên kia. À nó nằm đây này. Shop này có MG này. Nó cũng 4 set cộng 15 hết rồi. Này nó bán Queen 2.5 cộng cộng 15 luôn kìa. Queen 2 luôn kìa. Này giờ ép. Đó. Thôi, bây giờ mình sẽ đi cày Master. Anh em vào test đông đông chút xíu rồi mình về mình làm đồ rồi mình test đam. Ôi bà nào bà đứng trên này rồi bà đang đi kiểu là đang đi cũng đang đi cài master anh em ơi. Quên cài master lại phải đi mua là cái bùa master. Đó nó mới nhanh được. Bà nào cũng đi lên đó để cài master đó. Đó.
Rồi. Thôi, video mình lại xin kết thúc tại đây đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Để làm xong đồ rồi, chờ có đông đông đi rồi mình đi test tam từng class cho anh em xem nha. Anh em mà thích vào test thử thì mình để link tải ở dưới phần mô tả video. Thôi, chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.